Vina TNT, thành công đến từ chất lượng. Là một quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp, nông sản luôn là nhóm hàng chủ lực trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các nhà nhập khẩu, đồng thời nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt, thì nhà vườn và các doanh nghiệp cần phải phát triển trái cây bền vững theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Các hoạt động trồng trọt, chế biến và bảo quản sau thu hoạch cũng phải tuân thủ quy định an toàn vệ sinh thực phẩm đạt chuẩn để xuất khẩu. Thực tế, thời gian qua, các công ty thành viên của Vina TNT Group chuyên về xuất khẩu nông sản đã phát triển và mở rộng thị trường theo hướng đi này. Là thành viên của Vina TNT Group, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Vina TNT chính thức được thành lập vào tháng 8 năm 2014. Tuy là một công ty còn khá non trẻ trên thị trường, nhưng Vina TNT đã không ngừng khẳng định được năng lực cũng như thế mạnh của mình trong lĩnh vực xuất nhập khẩu các sản phẩm ra thị trường quốc tế. Uy tín của thương hiệu Vina TNT ngày càng được mở rộng và được các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng, đánh giá cao. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực của công ty là các loại nông sản như thanh long, nhãn, chôm chôm, dừa, vú sữa, sầu riêng. Các nguồn trái cây tươi sạch được trồng trọt và thu mua từ các nhà vườn ở đồng bằng sông Cửu Long. Một vùng đất chủ phú, được phù sa của sông Tiền, sông Hậu bồi đắp quanh năm, đất đai màu mỡ và thiên nhiên ưu đãi đã cho ra những loại quả ngon ngọt, bắt mắt của vùng miệt vườn sông nước Cửu Long. Nơi đây cũng được xem là vựa trái cây lớn nhất của cả nước với những vườn cây trái tươi xanh quanh năm chiếu quả. Các loại trái cây của vùng đất này cũng là nguồn nông sản chính cung ứng cho công ty Vina TNT trong thời gian qua. Năm 2015, sau khi xuất khẩu lô thanh long đầu tiên qua thị trường Mỹ, từ đó công ty đã thâm nhập rộng vào thị trường trái cây tại đây. Năm 2016, ngoài thanh long, Vina TNT còn xuất khẩu thêm nhiều loại trái cây khác qua thị trường Mỹ như chôm chôm, nhãn. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2016, công ty Vina TNT đứng thứ nhất về số lượng xuất khẩu trái cây qua thị trường Mỹ với tiêu chuẩn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm 2017, Vina TNT tiếp tục xuất khẩu lô dừa, sầu riêng, vú sữa qua thị trường Mỹ và tự hào khi có thể cạnh tranh được với Thái Lan về trái cây dừa xuất khẩu tại Mỹ. Ngoài ra, công ty còn đưa nhãn Sơn La, Tây Bắc thâm nhập thị trường Mỹ. Trái cây xuất khẩu của Vina TNT chiếm hơn 50% thị trường tại quốc gia này. Đặc biệt, công ty đã được cấp mã số vùng trồng để xuất đi Mỹ bao gồm hơn 100 hectare nhãn ở Châu Thành, Đồng Tháp, 100 hectare thanh long ở chợ gạo Tiền Giang. Bên cạnh đó, công ty còn xây dựng mối quan hệ đối tác với các nhà vườn tại các tỉnh Bến Tre, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Hưng Yên, Sơn La, Hậu Giang. Ngoài việc liên kết, hợp tác với các vùng trồng trái cây ở các địa phương trên cả nước, Vina TNT còn đầu tư xây dựng các nhà máy đóng gói đạt tiêu chuẩn HACCP, FDI với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ cùng hệ thống kho lạnh bảo quản tại các điểm rốn để thuận tiện cho việc thu mua, chế biến và xuất khẩu nông sản cũng như đáp ứng các điều kiện về chất lượng sản phẩm khi xuất khẩu qua các thị trường nước ngoài. Hiện nay, công ty có 2 nhà máy đóng gói đạt tiêu chuẩn đi Mỹ và 1 nhà máy đạt tiêu chuẩn HACCP. Nhà máy đóng gói Kim Thạch 1 được đầu tư và chính thức hoạt động vào tháng 11 năm 2016 tại Bến Tre, chuyên đóng gói các sản phẩm trái cây như dừa, chôm chôm, nhãn, vú sữa và các loại trái cây đặc sản của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các loại trái cây sau khi thu hoạch tại nhà vườn ở khu vực lân cận sẽ được vận chuyển về nhà máy Kim Thạch 1 để phân loại, xử lý và đóng gói theo đúng quy trình và tiêu chuẩn xuất khẩu. Với quy mô lớn cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, nhà máy Kim Thạch 1 luôn đảm bảo cung cấp ra thị trường các sản phẩm có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, được khách hàng ở nhiều quốc gia trên thế giới ưa chuộng. Nhà máy đóng gói trái cây xuất khẩu Kim Thạch 2 được khánh thành và đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2017 trong vùng trồng thanh long của công ty tại chợ gạo Tiền Giang. Đây là vùng trồng thanh long đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu qua Mỹ. Thanh long sau khi thu hoạch sẽ được công nhân vận chuyển về nhà máy để lựa chọn phân loại. Quy trình đóng gói phải đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu. Thanh long sẽ được xử lý bằng nước sạch và để khô tự nhiên hoặc dùng khăn sạch lau khô trước khi cho vào bao ni lông và đóng gói theo đúng kích cỡ, số lượng và trọng lượng trái.
Sau khi đóng gói, các thùng sản phẩm sẽ được bảo quản trong kho lạnh trước khi vận chuyển ra cảng để xuất khẩu, đồng thời đảm bảo sản phẩm luôn tươi khi giao cho khách hàng. Với đội ngũ công nhân lành nghề, quy trình đóng gói khép kín được đầu tư những trang thiết bị tiên tiến cùng những quả thanh long tươi con đạt chuẩn và các phương tiện vận chuyển đa dạng về kích cỡ, trọng tải. Kim Thành 2 đã và đang trở thành nhà máy xuất khẩu thanh long uy tín và được nhiều đối tác tin tưởng. Bên cạnh hai nhà máy đóng gói Kim Thanh 1 và Kim Thanh 2, công ty Vina TNT còn có thêm nhà máy đóng gói cùng kho lạnh bảo quản tại khu vực Cái Bè, Tiền Giang, ngay sau lưng trạm dừng chân Phương Trang. Đây là nơi phân loại, đóng gói và bảo quản các loại trái cây được thu mua từ các nhà vườn ở Tiền Giang, Đồng Tháp trước khi vận chuyển ra cảng để xuất khẩu sang các thị trường thế giới. Trên nền tảng kinh nghiệm và năng lực sẵn có, Vina TNT đã thiết lập được một hệ thống khách hàng và đối tác tin cậy tại nhiều thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Hà Lan, Ấn Độ và đang hướng đến một số thị trường mới như Úc và Canada. Với kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt 5 triệu đô la năm 2016, 24 triệu đô la năm 2017, năm 2018 đạt 30 triệu đô la, dự kiến năm 2019 tăng 40%. Vina TNT đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường là một trong những đơn vị xuất khẩu nông sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam và các thị trường khó tính. Làm nên thành công của Vina TNT hôm nay, ngoài những chính sách phát triển đúng đắn, hiệu quả của ban lãnh đạo thì còn phải nói đến những đóng góp không hề nhỏ của đội ngũ cán bộ công nhân viên năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt, trong suốt quá trình phát triển, công ty Vina TNT luôn quan tâm đến lợi ích khách hàng, đảm bảo những cam kết về chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng. Đó cũng là mục tiêu để Vina TNT có thể cạnh tranh và phát triển bền vững. Vượt qua những khó khăn trong những ngày đầu thành lập, Vina TNT Group đã không ngừng đầu tư và phát triển để trở thành đơn vị xuất khẩu trái cây hàng đầu vào những thị trường khó tính. Chúng tôi luôn luôn tự hào về điều đó. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến những sản phẩm tốt nhất, ngon nhất và an toàn nhất đến người tiêu dùng quốc tế cũng như người tiêu dùng trong nước đúng với tiêu chí của công ty thành công đến từ chất lượng. Có thể nói, vượt qua không ít khó khăn của những ngày đầu thành lập, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên, giờ đây, công ty Vina TNT đã ngày một lớn mạnh và trở thành một trong những doanh nghiệp chế biến xuất nhập khẩu nông sản hàng đầu tại Việt Nam. Và trong chặng đường phát triển tiếp theo, với những thách thức rất lớn của thị trường, nhưng bằng tiềm lực sẵn có cùng chiến lược hoạt động cụ thể lâu dài, công ty Vina TNT sẽ ngày càng phát triển bền vững để nâng tầm và đưa thương hiệu nông sản Việt vươn xa thế giới. Vina TNT, thành công đến từ chất lượng.